Xin chào các anh chị nhà đầu tư, chào mừng các anh chị đã đến với kênh YouTube của em, kênh Công Dũng Đa Phát. Kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư về chứng khoán. Thì hôm nay là ngày thứ 5, em cũng đi làm một video ngắn để phân tích lại thị trường trong phiên giao dịch ngày mùng 3 tháng 3, cũng như đưa ra các kịch bản cho phiên giao dịch ngày mùng 4 tháng 3. Sau đó thì em cùng anh chị sẽ đi phân tích cổ phiếu của dòng ngân hàng, dầu khí, bất động sản, phân bón, thép, dệt may, logistics và một vài cổ phiếu nổi bật mà chúng ta có thể chú ý được. Nào, đầu tiên thì chúng ta hãy đi nhìn lại VN Index phiên giao dịch ngày mùng 3 tháng 3. VN Index hôm nay đóng cửa với mức tăng 19,48 điểm lên mốc 1.505 điểm. Đấy, thì với 337 mã tăng, 54 mã tham chiếu và 115 mã giảm thì số mã tăng hôm nay đã gấp 3 lần số mã giảm rồi. Hôm nay là một phiên giao dịch mà các anh chị cảm thấy nó rất là hưng phấn, rất là thoải mái, bởi vì hầu như tất cả các cổ phiếu mà chúng ta cầm đều tăng mạnh, xanh tím. Những cái cổ phiếu mà tạo ra cái áp lực như ngày hôm qua, cổ phiếu dòng ngân hàng, thì hôm nay cũng quay đầu trở lại và bật tăng lên. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây cái cổ phiếu HPG này là một cổ phiếu quốc dân. Cổ phiếu này cũng hôm nay cũng bật tím, bật tăng tím theo dòng của mình. Thậm chí trong dòng thép thì cổ phiếu này hôm nay là tăng điểm tốt nhất trong dòng. Đấy. Thì chúng ta hãy cùng đi xem những cái đóng góp vào VN Index ở hôm nay. Thì đóng góp lớn nhất là dòng ngân hàng kéo điểm, kéo tăng 19 điểm thì là dòng ngân hàng. Sau đó đến dòng kim loại, đó là dòng thép, bất động sản, hóa chất trong đó bao gồm cả phân bón, dịch vụ tài chính là bên ngành của chứng khoán, các công ty chứng khoán, nước và khí đốt là bên dầu khí, còn vận tải là bên các ngành vận tải, logistics. Đấy. Thì hôm nay nó cũng đồng lòng để nó đóng góp vào cái chỉ số VN Index tăng 19 điểm. Thì đấy, và đóng góp lớn nhất là Hòa Phát. Hôm nay các yếu tố giảm điểm thì nó cũng không có nhiều. Giảm điểm nó yếu tố rất ít ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn riêng lẻ thôi. Thì chúng ta thử xem chuyển động tổ chức. Chuyển động tổ chức thì hôm nay khối ngoại đã mua ròng 637 tỷ và tập trung mua những cổ phiếu như DGC này, thuộc hóa chất này, hóa chất và phân bón này. Đây, DCM này, HPG này, KBC. Đấy, đây là những cái cổ phiếu mà khối ngoại họ mua nhiều nhất trong ngày hôm nay. Còn về tự doanh thì sao? Tự doanh hôm nay là vẫn chưa cập nhật cái số liệu của tự doanh mua bán. Thì cái số liệu của tự doanh mua bán là ở đây đang hiển thị cái số liệu là của ngày hôm qua, ngày mùng 2 tháng 3. Hôm nay thì đến bây giờ em làm video là đến 7 rưỡi rồi mà nó vẫn chưa cập nhật cái tự doanh mua bán dòng. Thì thôi, chúng ta bỏ qua cái phần này, chúng ta sẽ vào phân tích biểu đồ VN Index ngày hôm nay. VN Index hôm nay là buổi sáng nay là cũng có một cái áp lực giảm điểm kéo các dòng cổ phiếu đi xuống cho đỏ, dòng ngân hàng sáng nay vẫn còn thấy đỏ đấy. Và đến phiên buổi chiều thì các cổ phiếu nó cũng đồng lòng để nó đi lên, nó đồng lòng đi lên để nó kéo cái thị trường kéo tăng, với giá trị giao dịch hôm nay là 30.000 tỷ và cái khối lượng tuy giao dịch ít hơn hôm qua, tuy nhiên thì về mặt khối lượng thì nó cũng tương đương nhau, bởi vì hôm nay có cổ phiếu Hòa Phát nó cũng đóng góp tương đối nhiều vào cái khối lượng giao dịch, đó là 76 triệu cổ phiếu của Hòa Phát. MBB thì cũng 29 triệu, FLC thì luôn luôn là cái đối tượng mà giao dịch rất lớn rồi. Đấy, thì hôm nay Hòa Phát là khối lượng giao dịch đột biến luôn và nó kéo giá tăng 3,2 điểm lên 6,82%. Đấy, thì như cái nhận định hôm qua thì em cũng đã nhận định VN Index có khả năng hôm nay nó vẫn sẽ tiếp tục sideways, cũng không thể loại bỏ cái trường hợp mà VN Index nó bị giảm điểm. Thì lúc sáng nay là nó giảm điểm, tuy nhiên đến chiều thì có dòng tiền đi vào và VN Index đã rút chân và nó vẫn đang vận động loanh quanh ở trong một cái biên hộp nhỏ, trong một chiếc hộp nhỏ, trong chiếc hộp lớn. Đấy. Đấy, các anh chị có thể thấy không? Thì VN Index như thế này, em kỳ vọng ngày mai nó sẽ có tiếp tục có dòng tiền đi vào
để nó test lại cái vùng kháng cự này. Kháng cự ở đây là mốc 1510 điểm, thì hy vọng rằng ngày mai VN Index có một phiên vận động đóng cửa cuối tuần là sẽ chạm được cái mốc 1510, và tuần sau thì nó sẽ tích lũy lại được ở trên mốc kháng cự này để cho chúng ta có những cái phiên mà thị trường nó sẽ kéo lên được ở mốc 1530 này và vượt qua nó trong tháng 3. Đấy, em kỳ vọng như thế. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích cổ phiếu của dòng ngân hàng. Đầu tiên là dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng thì cái cổ phiếu ACB này thì nó cũng đã chạm vào cái vùng hỗ trợ của nó rồi. Tuy nhiên đây là một phiên tăng, chúng ta cũng có thể chưa thể xác định nó là một phiên tăng giá tiếp theo, quá trình tăng giá tiếp theo, hay nó chỉ là một phiên hồi kỹ thuật. Vì thế em khuyến nghị các anh chị là không, chưa nên giải ngân vào các mã ngân hàng vội. Nếu anh chị nào vẫn còn cầm qua được phiên ngày mai thì các anh chị sẽ cầm nắm để theo dõi tiếp. Còn nếu anh chị nào muốn mua mới thì chúng ta chưa nên mua cái những cái cổ phiếu dòng ngân hàng này. Đấy, em xem sơ qua đây, BID cũng thế, BID một phiên hôm qua là gãy cũng khá là nặng. Đấy, hôm nay nó cũng hồi nhưng mà tuy nhiên chưa lấp được cái cây hôm qua. BVB, CTG, CTG cũng hồi được nửa cây ngày hôm qua. Tuy nhiên cái lực hồi này là em đánh giá là cái khối lượng này vào nó tương đối là yếu. Vì thế các anh chị cũng chưa nên mua. Đây, nó rơi về vùng hỗ trợ rồi. Nếu một cổ phiếu rơi vào vùng hỗ trợ thì chắc chắn nó sẽ có một cái lực cầu, một lực đỡ giá để nó làm cho cái giá của cổ phiếu ngưng giảm. Đấy. Còn anh chị nào mà có xu hướng bắt đáy thì chúng ta sẽ chờ đợi cổ phiếu nó đi lên. Nếu nó quay lại, nó test đáy thì chúng ta mới mua. Chúng ta mới mua ở cái điểm này. Chứ chúng ta không nên tham gia vội vào cái điểm này nha anh chị nhé. Đấy, đây là một cái kinh nghiệm của em. Các anh chị cũng có thể sử dụng cái kinh nghiệm này để chúng ta mua bán cổ phiếu. Đừng thấy cổ phiếu giảm cái đáy số 1, nó có thể tăng lên đây, xong gặp đường MA20. Đây, ví dụ đường MA20 khi đó bẻ cong ra đây thì nó gặp đường MA20, nó sẽ gặp một cái mức kháng cự, gọi là mức kháng cự, trong đó là kháng cự là số lượng người đang kẹp hàng ở trên đó là rất nhiều. Vì thế khả năng nó sẽ quay lại, nó test cái đáy số 2. Nếu các anh chị muốn mua thì hãy mua đáy số 2 nhé, không mua đáy số 1. Và hầu như dòng ngân hàng hôm nay thì chỉ là những cái phiên em đánh giá là cũng chưa đạt cái điều kiện để mình mua đâu. Anh chị nào mà chưa có hàng thì cũng chưa nên giải ngân vào những cái mã ngân hàng. Đấy, hôm nay MBB có một phiên rút chân khá đẹp. Cổ phiếu này em đánh giá là một trong những cái cổ phiếu đang mạnh nhất của dòng ngân hàng. Đấy, ngoài ra thì còn có cổ phiếu của OCB. OCB là một cái cổ phiếu giữ giá rất là tốt. Nó còn thậm chí còn chưa rơi xuống cái vùng hỗ trợ này cơ. Đấy, thì các anh chị nào chưa có hàng thì anh chị cũng theo dõi thôi. Đây, STB cũng bị gãy. Ngoài ra còn cổ phiếu của Tiên Phong Bank cũng là một cổ phiếu mạnh để các anh chị có thể chú ý. Cổ phiếu này nó cũng trong một cái biên độ tích lũy lại thôi. Đấy, sau khi nó tăng thì nó cũng tích lũy lại được thời gian cũng khoảng là đâu 73 ngày rồi, cũng hơn 2 tháng rồi. Đấy, tiếp theo là em sẽ phân tích đến dòng chứng khoán. Chứng khoán hôm nay cũng có một phiên tăng điểm nhẹ, thì chúng ta hãy vào phân tích những cái cổ phiếu mà nó có khả năng tăng giá tốt. Ví dụ như cổ phiếu BSI. Cổ phiếu BSI hôm nay là cũng là một phiên nến rút chân khá là đẹp. Đây, một phiên nến rút chân khá là đẹp. Cái cổ phiếu này thì nó cũng đã tích lũy được hai cái nền rồi, và nó cũng đã đang tích lũy ở trên cái vùng kháng cự của nó. Đấy, thì một cái phiên nến rút chân như thế này thì khả năng ngày mai nếu mà cái dòng này nó có những cái phiên nổ tăng giá thì các anh chị cũng có thể, ai thích cái dòng cổ phiếu của dòng chứng khoán thì cũng có thể tham gia vào. Nếu đầu giờ sáng mà nó có dòng tiền lớn đi vào thì chúng ta có thể xem xét giải ngân. Đấy, em phân tích một vài cái cổ phiếu mà nó nổi trội trong cái dòng này thôi nhé. Đấy, FTS thì cũng em không thấy đẹp lắm. Ở dòng này thì có cổ phiếu của VDS. Đấy, VDS thì hôm qua có anh khách hàng cũng hỏi em là có mua được cái cổ phiếu nào của dòng chứng khoán không, thì em cũng có tư vấn là
anh có thể xem cái cổ phiếu VDS này, vì cái cổ phiếu VDS này nó đã có yếu tố là vượt đỉnh rồi và nó đang tích lũy lại ở trên trên vùng đỉnh với khối lượng ngày càng cạn kiệt đi. Đấy, thì đây cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta tìm ra được cái cổ phiếu mạnh đây. Và trong MACD nó cũng đã tạo được hai đáy và hướng lên rồi. Đấy, các anh chị có thể mai canh giá tốt có thể mua. Hôm nay một phiên rút chân rất tốt của cái dòng cổ phiếu dòng chứng khoán nhé. SSI đang tạo một cái nền siết chặt đây, đây là một cái nền giá siết chặt này. Đấy, và MACD đã tạo được một đáy và đang có xu hướng hướng lên vượt không, thì anh chị nào mà cũng có thể mình vào lấy vị thế giải ngân cho cái cổ phiếu này. Hôm nay thì cũng là một cái phiên test cung của cổ phiếu này, thì khả năng ngày mai thì cổ phiếu nó cũng sẽ có những cái động thái nó tăng giá, thì các anh chị cũng thấy nó là bình thường đấy nhá, bởi vì nó đã có những cái phiên test cung. Đấy, VND hôm nay cũng vậy, hôm nay cũng là một phiên test cung của cổ phiếu đây. Đấy, anh chị có thể thấy. Và cái cổ phiếu VND này thì em đánh giá nó là một trong những cổ phiếu mạnh nhất của cái dòng chứng khoán này. Đấy, nó đang tích lũy được ở trên cái vùng đỉnh này rồi. Đấy, nếu có những cái phiên nổ thì nó sẽ tiến lên đây và gặp những cái vùng kháng cự này. Đây, chúng ta có thể đo Fibonacci này. À, Fibonacci này, chúng ta có thể đo xem cái vùng kháng cự nó ở đâu. Đây thì em đo cho anh chị xem. Đấy, nó đang tích lũy ở trên một cái vùng kháng cự của nó. Đây, bỏ cái này cho nó, bỏ cho nó dễ nhìn. Đấy, bỏ cái hình nền này đi. Đấy, thì các anh chị có thể thấy đây, đây nó đang tích lũy ở trên cái vùng hỗ trợ của nó này. Đây, đây là cái kháng cự trước và nó vượt qua rồi thì nó quay lại, nó tích lũy ở trên cái vùng hỗ trợ. Thì cái mức tiếp theo theo để cái cổ phiếu này nó cần phải vượt qua đó là cái mốc giá 80.4. Đây, mốc 78.6%, Fibo 78.6%. Thì đây cũng là một cái mốc kháng cự rất mạnh. Cổ phiếu nó phải lấy đà để nó vượt qua cái này. Nếu nó tích lại lũy lại được ở đây thì chúng ta có thể kỳ vọng cổ phiếu nó sẽ bứt được lên đến đỉnh này. Đấy, các anh chị nào mà chưa có mã cổ phiếu nào thì các anh chị có thể xem video của em và tự lựa chọn ra những cái mã cổ phiếu của mình nhé. Còn nếu các anh chị nào mà muốn vào tham gia vào Zoom VIP của em thì các anh chị hãy liên hệ với em qua số điện thoại đang chạy dưới màn hình. Em sẽ chắt lọc những cái cổ phiếu nào mà em đánh giá thấy nó mạnh nhất và em để em khuyến nghị các anh chị mua bán trong phiên luôn. Đấy, các anh chị chỉ cần điều kiện là các anh chị có tài khoản ở VPS, có ID môi giới, hoặc là các anh chị lập mới tài khoản đều được nhé. Lập mới tài khoản thì em sẽ hướng dẫn, chuyển tài khoản thì em cũng sẽ hướng dẫn các anh chị. Tiếp theo thì em sẽ phân tích dòng dầu khí. Dòng dầu khí thì hôm nay đầu tiên là cổ phiếu BSR. Cổ phiếu BSR thì như chúng ta đã thấy thì cổ phiếu này nó đang tích lũy ở trên cái vùng đỉnh. Trên đỉnh nhá, tích lũy trên đỉnh nhá. Đây là vùng đỉnh cũ của nó này. Nó đã có những cái phiên nó quay lại, nó test đỉnh. Và nó cũng đã có những cái vận động siết chặt lại cái nền. Hôm nay là cái phiên thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hôm nay là cái phiên thứ 6 nó siết lại cái nền rồi. Thì cái khối lượng nó cũng ở mức trung bình thôi. Thì chúng ta đánh giá nếu mà anh chị nào muốn giải ngân thì chúng ta có thể tham gia 30% vào để lấy cái cổ phiếu này, để chúng ta đánh lên một cái giai đoạn tiếp theo. Khi nào cái MACD này nó hướng lên, nó tạo đỉnh thì chúng ta sẽ xem xét, chúng ta chốt lãi cổ phiếu, bởi vì nó đã xuất hiện một đỉnh rồi. Thì chúng ta cũng đầu tư và xem xét lại xem nó đã tạo đỉnh thêm một đỉnh nữa thì chúng ta sẽ cân nhắc để chúng ta chốt lãi cái cổ phiếu này. Em thì em vẫn đang cầm, và cái sóng dầu em thấy dòng tiền đi vào rồi, dòng tiền đi vào những cái phiên này thì nó đã xác nhận là cổ phiếu này đã được tổ chức người ta tham gia. CNG hôm nay thì có một phiên tăng trần, hôm nay một phiên tăng trần bứt khỏi cái vùng nền. Đấy, các anh chị có thể thấy nó tích lũy, nó cạn cung thì nó sẽ có những cái pha nó đánh bứt khỏi cái vùng nền, và hôm nay nó đã chạm cái điểm kháng cự này rồi. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem phiên ngày mai nó như thế nào. Khả năng phiên ngày mai em nghĩ là cái dòng dầu khí này nó sẽ có những cái phiên tăng điểm, cái phiên tăng điểm tiếp theo. Đấy, hôm nay có những cái cổ phiếu như CNG này,
PVC nó đã đi trước rồi. Cái cổ phiếu như thế này thì chúng ta em khuyên các anh chị là không nên tham gia vào những cổ phiếu như này nữa, vì những cái điểm mua trên này không phải là điểm mua an toàn. Nếu cổ phiếu điểm mua của chúng ta là ở dưới này cơ, điểm mua của chúng ta là những cái điểm mua này cơ. Vì thế nếu cổ phiếu đã chạy rồi thì em khuyên các anh chị không nên tham gia vào những vùng như này. Nó rất dễ dính vào những cái nhịp điều chỉnh hoặc là những nhịp tạo đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu. Đấy. Khi đó thì nó sẽ gây cái áp lực rất lớn cho cái tài khoản của anh chị mình. Đấy. Thì anh chị nên cân nhắc trước khi mình xuống tiền, mình mua những cái điểm mua như thế này nhá. Đấy. Và em phân tích thêm cái cổ phiếu của PVS. PVS hôm nay là một cái phiên giảm điểm. Tuy nhiên, đến cuối phiên thì cổ phiếu này có lực đỡ khá mạnh và nó đã rút chân và nó về cái mốc tham chiếu của nó với cái khối lượng thì dưới trung bình. Đấy. Đây anh em đánh giá đây cũng là một cái tín hiệu khá là tích cực của cái cổ phiếu PVS này. Còn điểm mua thì hiện tại cái điểm mua này thì nó cũng chưa đạt cái điều kiện mua theo phân tích kỹ thuật của em. Oi cũng tương tự như BR, nó vẫn đang vận động tích lũy ở trên cái trên đỉnh, tích lũy ở trên đỉnh đấy để nó sẽ vào những cái sóng tiếp theo. BR PGS cũng vậy, PGS còn không phải là đây là những điểm mua đâu anh chị nhá. Nếu muốn tham gia thì các chị có thể tham gia những cái cổ phiếu nào nó đã có nền, ví dụ như cổ phiếu BR nó xây hai nền rồi. Đây, xây hai nền rồi thì các anh chị có thể tham gia cổ phiếu BR nhé. PVT, PVT thì hôm nay nó thiên hướng về cái dòng vận tải biển. Đấy, thì các anh chị có thể thấy hôm nay cái dòng vận tải nó tăng khá là tốt thì PVT cũng không ngoại lệ. PVT cũng là một cổ phiếu vận tải. Vì thế nó cũng đi theo cái xu hướng chung của dòng thôi. Đấy, nó tăng PVT. Ga thì cũng đang túc tắc tăng theo gần đến đỉnh rồi. Đây. Con này tăng giống hệt theo cái mẫu hình của cổ phiếu VNA. Cổ phiếu VNA thì tăng kinh hơn. Đấy. Anh chị có thể thấy đây, đây dòng vận tải biển này. Đấy, VNA vận tải biển Vinaship nó tăng như thế này cơ mà. Nó tăng từ dưới đáy đi lên, nó cứ túc tắc ngày nào nó cũng tăng. Đến nay cũng được 81% từ đáy đi lên rồi. Đấy. Anh chị có thể thấy đây là một cái cổ phiếu rất là khó đánh. Anh chị nào mà mua mà cầm nắm được đến bây giờ thì cực kỳ đánh rất là siêu ấy. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ phân tích dòng cổ phiếu của bất động sản. Bất động sản thì có cổ phiếu cũng khá là nổi bật đó là ASM, có những cái phiên tăng điểm rất là tốt. Đấy. Tuy nhiên thì ở đây không phải là những cái điểm mua đẹp cho anh chị đâu nhá. Đấy. Cổ phiếu của Sell hôm nay có một cái phiên kéo lên để test lại cái vùng này. Tuy nhiên thì nó cũng không có khối lượng đi vào mấy và nó bị bán ngược. Thì em đánh giá đây cũng là một cái phiên gọi là cái phiên test cung của cổ phiếu này nó đang bắt đầu nó xây nền lại đẹp rồi. Đây, cái nền giá của nó cũng dao động ở trong một cái biên này thôi, vẫn đang vận động ở trên đường MA20. Thì em thấy đây là một cái vận động rất đẹp của cổ phiếu Sell nhá. Anh chị nào mà có thể giải ngân thì chúng ta sẽ canh những cái điểm khối lượng thấp, chúng ta vào chúng ta giải ngân một chút về cái cổ phiếu Sell. Và đích đích vận động tương tự như cổ phiếu Sell, hai cổ phiếu này nó vận động rất giống nhau. Đấy. Thì nó cũng đang siết lại cái nền khá là đẹp rồi. Đấy. Các chị có thể quan sát và mua. CI, CI cũng vậy. Đa số những cái cổ phiếu bất động sản cái thời gian vừa qua, cổ phiếu thép, cổ phiếu phân, cổ phiếu dầu khí tăng thì cổ phiếu bất động sản nó cứ tích lũy đi ngang thôi. Đây, CI cũng là một cái cổ phiếu mà nó đã tích lũy được và khối lượng thì ngày nó càng giảm dần. Đấy. MACD thì nó cũng đang chuẩn bị vượt không đây rồi. Thì các anh chị có thể xem và đang tích lũy trên đường MA20 xem và chúng ta có thể lấy giải ngân cái cổ phiếu này, những cổ phiếu này được quan sát và giải ngân. CKG cũng đang tích lũy khối lượng khá là cạn kiệt rồi, các anh chị thấy khối lượng nó bé tí đi rồi. Thì những cái cổ phiếu này dự kiến nếu mà có cái sóng dòng bất động sản thì những cái cổ phiếu này sẽ là những cái cổ phiếu tăng giá rất tốt ở trong giai đoạn tiếp theo. CTD gãy rồi, DIC, DRH, đây mô hình kim tự tháp,
DG. Cổ phiếu DG là một cổ phiếu đang tích lũy được ở trên cái vùng, đây là vùng đỉnh của nó anh chị nhá. Đấy. Và hiện nay nó đang tích lũy ở trên đỉnh. Đấy. Hôm nay nó có một phiên rút chân dài như hoa hậu. Cổ phiếu này sáng nay em đánh giá nó là một cái cổ phiếu bị đè giá để tổ chức người ta gom lại những lượng hàng. Đây các anh chị có thể thấy trong những cái diễn biến giao dịch từ sáng đến 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 từ sáng nhá, sáng là nó tăng 43,75 nhá. Xong là bắt đầu nó giảm giảm giảm, người ta đè giá này, người ta đè giá giảm đến hết buổi trưa này. Đấy. Đầu giờ chiều nó kéo lên một tí xong nó lại quay lại nó đè giá. Đấy. Vải đến cuối giờ chiều gần đóng phiên thì bắt đầu cổ phiếu nó ào ào tiền nó vào nó kéo. Tổ chức nước ngoài em để ý là các anh chị có thể thấy này, người ta mua dòng liên tục cái cổ phiếu này luôn. Đấy, vì thế cái cổ phiếu này là có một cái sức kỳ vọng rất là lớn cho những cái phiên chạy nước rút sắp tới đây. Sau khi em đánh giá, sau khi nó tích lũy được lại cái đỉnh này thì nó sẽ bước vào những pha chạy nước rút. Và chiều nay em đã cho zoom khách hàng VIP các anh chị nhặt cái cổ phiếu này ở mức giá đỏ, ở mức giá là xuống mức giá là 42.6, 42.7, 42.8 đều các anh chị có thể đã nhặt được cái cổ phiếu này ở trong zoom khách hàng VIP của em. Đấy, thì em kỳ vọng cái cổ phiếu này ngắn hạn nó sẽ lên đến cái mức giá 49, 49.50. Đấy. Đấy, ngắn hạn nhất là lên mức 49.50. Đấy, cái cổ phiếu này để em lấy lại cái dữ liệu cho các anh chị xem. Sau những cái pha mà nó tích lũy lại được thì nó sẽ chạy nước rút như thế nào. Đây, các anh chị có thể thấy không? Đây là một cái pha nó gặp đỉnh nhá. Nó tích lũy ở trên cái vùng kháng cự đỉnh này. Đây, những cái pha sau anh chị thấy nó vừa đi lên, nó vừa xây nền. Tuy nhiên càng đi lên đến cao, đây đây là đến đây là nó bắt đầu nền chồng nền này, nền chồng nền này, thì những cái vận động này em sẽ để ý nó để xem những cái mẫu hình. Đây các anh chị có thể thấy không, những pha sau nó chạy như thế này, nó lên tận tận trên này thì chúng ta đang ở đây thôi, chúng ta mới đang ở đây thôi. Đấy, chúng ta đang ở đây thì em kỳ vọng nó cũng sẽ bước vào những cái pha chúng ta đang ở đây này, các anh chị có thể thấy đây. Đấy, sau khi tích lũy được ở đây thì nó sẽ bước vào một cái pha sóng lớn, sóng cuối của cái cổ phiếu này trước khi nó tạo đỉnh, thì chúng ta kỳ vọng ăn cái cổ phiếu đất xanh này ở những cái pha như thế. Đấy. Đấy, các anh chị nhìn cái dữ liệu quá khứ thì nó đang tương tự như vậy. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích cổ phiếu của HDG. HDG đấy, các anh chị có thể thấy không? Cổ phiếu này nó đã chạy trước đất xanh một phiên rồi. Hôm sau quá trình tích lũy, nó tích lũy nhiều hơn cổ phiếu đất xanh, tích lũy ở trên vùng đỉnh, và hôm nay nó đã có một phiên break khỏi cái vùng nền rồi. Thì sau khi break cái vùng nền này thì phía trước là khoảng trời bao la. Bao la để chúng ta tìm kiếm những lợi nhuận đấy. Các anh chị phải tìm những cái điểm mua như thế này, điểm mua ở tại đây. Đấy, tương tự như em cho mọi người mua con đất xanh. Đấy, đất xanh mình cũng mua ở đây. Mua ở dưới cái vùng này, trước khi nó về nó test lại ở dưới này thì chúng ta đã kịp thời bắt nó. Và sau đó cuối phiên thì nó đã có những động thái nó rút chân. Đấy, rất tích cực. Các anh chị chọn cổ phiếu thì phải chọn cổ phiếu như thế. Nếu các anh chị nào chưa chọn được cổ phiếu thì về với em qua số điện thoại Zalo đang chạy dưới màn hình, em sẽ tư vấn hỗ trợ cho các anh chị 24 trên 7. HDG rồi. Hút, cổ phiếu của Hút đấy các anh chị, hôm trước như em đã nói thì cái cổ phiếu này thì nó cũng đang bẻ cái MACD rồi, và cái cổ phiếu này thì bây giờ không phải là những cái điểm mua đâu anh chị nhá. Những cái điểm mua như này là không phải điểm mua đâu. Bởi vì nếu cái cổ phiếu này nó mà lên đây nó tạo thành hai đỉnh rồi nó rơi xuống thì cái pha rơi này mới là cái pha rơi mạnh nhất của cổ phiếu. Một cái phiên giảm điểm với khối lượng lớn, đây là một cái phiên check out, check out 3. Đây là một cái phiên check out. Check out là gì? Check out là một cái phiên phân phối của cổ phiếu nha anh chị nhá. Cổ phiếu nó đã có một phiên phân phối thì nó dĩ nhiên nó cũng sẽ vẫn chạy tiếp. Em đánh giá cái cổ phiếu này là nó sẽ chạy tiếp. Tuy nhiên, cái điểm mua của anh chị có thể mua ở đây thì cũng là đang rủi ro với tài khoản ngắn hạn thôi. Còn khi cổ phiếu mới có một phiên phân phối thì nó vẫn cứ chạy tiếp nha anh chị nhá.
Ít nhất nếu nó xuất hiện từ 3 đến 5 phiên phân phối thì lúc đó cổ phiếu mới có thể tạo đỉnh, với có khả năng tạo đỉnh nhá. Đấy, thường thì tổ chức người ta hay đánh như thế. Đấy, các anh chị cứ để ý, anh chị nào mua được ở những cái vùng nền này thì anh chị yên tâm cầm nắm thôi. Mới có một phiên phân phối thì chưa là gì cả đâu, cũng bình thường. Đấy, em phân tích thêm IDC. IDC là một kiểu cổ phiếu cũng tăng khá là tốt, đã xây được hai nền từ đáy đi lên. Đấy, và bây giờ nó cứ túc tắc nó tăng thôi. Nếu lên đây nó xây, nó gặp cái vùng kháng cự này, nó xây được cái nền nữa thì chúng ta có thể xem xét chúng ta mua những cổ phiếu như này. Nó tăng rất tốt đây này. Anh chị có thể thấy trước khi đi lên nó có một phiên test cung của cổ phiếu này. Đây là phiên test cung của cổ phiếu nhá. Trước khi cổ phiếu muốn đi lên, tổ chức người ta phải kiểm tra lại cái cung cầu, cung cầu xem còn ai bán nhiều không thì tổ chức họ mới đánh lên. Và em phân tích thêm cái cổ phiếu của dòng khu công nghiệp, đó là cổ phiếu của ITA. ITA thì hôm qua em cũng đã vẽ cái định hướng của nó. Đấy, nếu mà nó xuống đây nó tạo được một đáy nữa thì nó có khả năng nó tạo thành hai đáy đi lên. Thì đây là cái mô hình hai đáy đi lên là rất đẹp trong MACD. Và chúng ta cực kỳ tin tưởng. ITA thì hôm nay nó đã lấy lại được MA20 rồi. Và nó đóng cửa với cây nến rút chân khá là uy tín. Đây có thể cũng coi là một cái nến test cung của cổ phiếu nhá anh chị nhá. Và nếu ngày mai nó có những cái điểm nổi thì các anh chị cũng có thể giải ngân mua cái cổ phiếu này được, vì nó đã tích lũy khá là lâu rồi. Cổ phiếu này với cổ phiếu KBC. KBC thì nó đánh khá là gắt, nó đánh rất là khó chịu cái cổ phiếu này. Em thì em vẫn cầm cổ phiếu này vì em nhìn thấy cái vận động của nó rất tốt, nhưng cũng đã có những chị khách hàng, anh khách hàng đã phải bán cái cổ phiếu này đi vì nó vận động nó tích lũy lâu quá, tổ chức nó đánh khó chịu quá, nó cứ kéo lên rồi nó lại đạp xuống, kéo lên đạp xuống. Vì thế mọi người không còn kiên nhẫn nữa rồi. Nhưng em phải nói với các anh chị, nếu cái trường hợp mà ngày xưa em hay rất hay gặp ấy, khi em cầm một cổ phiếu, thời em mới đầu tư chứng khoán ấy, khi em cầm một cổ phiếu em cảm thấy quá là chán nản luôn. Nó cứ kéo lên, nó kéo xuống, kéo lên, kéo xuống. Các dòng khác thì tăng vù vù, cổ phiếu của mình thì cứ kéo lên dập dìu, mãi không tăng giá được. Đấy, nó cứ giảm điểm, xong lại tăng điểm, xong lại giảm điểm. Cuối cùng cũng vẫn loanh quanh cái giá vốn của mình. Đấy, thậm chí mình còn lỗ 3-4%. Đấy, nhưng mà lúc đấy thì cũng đầu tư kiểu hệ tâm linh thôi, cũng chưa có một phương pháp kỹ thuật gì cả và cũng chưa biết nhìn bản đồ. Vì thế khi em bán xong thì cổ phiếu nó bắt đầu nó chạy. Đấy, cũng giống như cái trường hợp này, những cái trường hợp mà nó rung rủ cho chúng ta rơi hết các lượng hàng đi, phá luôn cả cái phân tích kỹ thuật, rơi xuống khỏi đường MA20 thì là cái lúc mà anh chị vác nhiều lượng hàng ra, các anh chị bán nhất. Đấy, thì tổ chức lúc đó người ta gom lại, các anh chị có thể thấy không, nhà đầu tư nước ngoài người ta lao vào, người ta mua. Đây em xem giao dịch cổ đông đấy, ở trên các vùng này các tổ chức người ta mua, đây mua đến hàng triệu cổ phiếu đấy, người ta cứ mua đấy, gom dần đấy. Đấy thì tại sao chúng ta lại phải bán nó đi? Đấy, ông bán ông mua. Đấy thì nếu mà chúng ta bán đi thì cũng là một trong những cái ý đồ của tổ chức, nó đánh vào tâm lý của chúng ta rồi. Đấy, vì thế các anh chị nào mà có đang cầm cái cổ phiếu KBC này thì em nghĩ là cũng chưa nên bán vội. Chúng ta có thể cầm nắm tiếp vì cái vận động của cổ phiếu nó vẫn rất tích cực. Đấy, cái trường hợp mà khi anh chị bán đi cổ phiếu rồi, ngày mai nó chạy, có anh chị nào đã gặp trường hợp này chưa? Nếu gặp rồi thì để lại một phím 1 ở dưới comment của em nhé. Thì để em xem có bao nhiêu anh chị là cũng đã từng bị vướng cái trường hợp này. Đấy. Cổ phiếu của Khang Điền. Đấy, cổ phiếu của Khang Điền nó đi túc tắc như ông già ấy. Cổ phiếu này thì nó tăng nó hơi chậm, nó đi cứ túc tắc, nó xây nền. Cổ phiếu này cái bản chất, bản tính của nó là thế rồi. Vì thế các anh chị nào mà đầu tư ấy, mà cầm những cái cổ phiếu như này thì anh chị phải hiểu nó. Đấy, cái giai đoạn trước nó đi lên nó cũng cứ túc tắc đi lên một tí, xong nó rũ, xong nó lại xây nền chán chê, xong nó lại rũ, lại tăng. Đấy, cổ phiếu này các anh chị này, lên đây xây một cái, lên đây xây một tí, xong bắt đầu lên đây xây tí. Đấy, cổ phiếu nó cứ túc tắc đi lên như thế thôi. Vì thế nếu mà các anh chị muốn kiếm lợi nhuận nhanh ấy thì em nghĩ là không nên tham gia vào cổ phiếu Khang Điền này, bởi vì cái cổ phiếu Khang Điền này là cái cổ phiếu đầu tư cho trung hạn thôi. Chúng ta mà đầu tư ngắn hạn chúng ta không nên mua những cổ phiếu như này. Đấy. OGC
OGC hôm nay tiếp tục tăng khá là kinh khủng. Cái cổ phiếu này nó có tin thay máu cổ đông mà nó tăng như đúng rồi luôn. Đấy. Hôm nay thì nó cũng kê 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 cái lượng mua mua giá trần là 9 triệu cổ phiếu. Nó kê, đây là cũng là một cái cổ phiếu đánh mang tính chất đội lái nhiều. Đấy, nó tăng giá cũng khá là khiếp đảm đấy anh chị ạ. Và bây giờ không phải là những cái điểm mua anh chị nhá. Gặp những cái cây nến rút chân như thế này ấy, thì em nghĩ là nó cũng sắp tới cái vùng đỉnh rồi. Đây, các anh chị có thể thấy những cái đoạn như này nó cũng tương tự. Đây, nó cũng có các cái cây nến đuôi chân dài như thế này này. Đấy, thì nó cũng sắp tới cái vùng 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 đỉnh của nó rồi. Đây, vùng đỉnh đây. Đấy, thì cái cổ phiếu này nó cũng thế thôi. Đấy, cái giai đoạn này nó cũng thế. Đấy, và xem rõ nhất là cái cổ phiếu của Rose. Rose đây, những cái vùng mà khi nó rút 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 chân lên ấy. DDV. Đấy, các anh chị đây này. Anh chị có thể thấy không, những cái vùng mà cái chân nến nó rất dài này. Chân nến nó rất dài này. Đấy, nó là nó sắp đến cái vùng đỉnh ấy. Cổ phiếu OGC này em giới thiệu các anh chị thôi, các anh chị biết thôi nhá. Các anh chị bây giờ không phải là những cái điểm mua cổ phiếu này đâu. TCH. TCH em thấy vận động cái cổ phiếu này nó cũng đang tương đối là ổn đây. Nó cũng đã vận động siết cái nền này chặt rồi và đang vận động trên MA20. Anh chị nào muốn mua thì có thể giải ngân một phần mua cái cổ phiếu này. Chúng ta sẽ target đến cái vùng 2223 này cũng được. Đấy. Em đi qua một chút về cổ phiếu của hóa chất và cổ phiếu của thép. Đầu tiên là cổ phiếu HPG đi. HPG đấy, sau một những cái phiên mà nó tích lũy thì nó đã có một phiên break khỏi cái vùng nền rồi. Cổ phiếu này nó phải break như thế này thì nó mới có thể vượt qua được. Cổ phiếu này thì MACD nó cũng tạo được hai đáy đi lên rồi. Đấy, các anh chị nó vượt không nhá. Đây là một cái dấu hiệu rất tốt của cổ phiếu và bây giờ nó đã break rồi. Hôm nay anh chị nào mua được thì cũng chúc mừng các anh chị, vì Zoom khách hàng của em đã có cổ phiếu của HSG rồi nên em không mua cái cổ phiếu này nữa. Đấy. HSG thì hôm nay tiếp tục là một phiên tăng điểm. Tuy gặp cái vùng kháng cự nhưng nó không chỉ dừng lại có một phiên thôi. Sau tiền lớn lại đổ vào tiếp tục tăng. Đây là những cái nhóm ngành mà được hưởng lợi trong cái giai đoạn mà có thông tin tiêu cực về chiến tranh nhé. Đây là những cái nhóm ngành được hưởng lợi. Như em đã nói ở các video trước thì những nhóm ngành được hưởng lợi đó là ngành phân, ngành thép, ngành vận tải biển, ngành dầu khí, rồi là thực phẩm. Đấy, có những cái ngành đấy thì các anh chị có thể lựa chọn để các anh chị đầu tư cổ phiếu cho nó chính xác, mình mua đúng điểm, mua đúng loại cổ phiếu đang được hưởng lợi thì các anh chị sẽ đem về cái biên độ lợi nhuận là rất lớn cho tài khoản của mình. Đấy, HSG thì hôm nay cũng nhìn nó tăng thôi. Đây cũng không phải là những cái điểm mua đẹp để các anh chị mua đâu. HSG em mua từ ở dưới này cơ. Đấy, em mua ở dưới này cơ. Đấy thì nó là mới là những cái điểm mua đẹp và an toàn. Đến hôm nay em cứ cầm nắm thôi, em cũng không chưa bán cái cổ phiếu của dòng thép. Nam Kim cũng vậy. Nam Kim là một cổ phiếu cũng khá là mạnh của trong dòng. Tuy nhiên thì những cái chỗ này không phải là những điểm mua. Các anh chị mua thì có thể mua được, các anh chị gõ lệnh, các chị enter một cái là nó có thể khớp lệnh cho anh chị. Nhưng nói về việc đạt điểm mua hay không đạt điểm mua thì là không đạt điểm mua về yêu cầu kỹ thuật, về mặt an toàn cho tài khoản thì đấy, thì vì ở đây nó mới có vùng nền này, vì ở đây nó mới có vùng nền này. Đấy, nền này nền bé, nền này dễ thủng, vì thế các anh chị mà mua ở trên những cái vùng này thì em nghĩ là nó sẽ không an toàn cho các tài khoản của anh chị đâu. Đấy, chúng ta nó mà chạy rồi thì chúng ta cũng phải ngồi nhìn thôi, cũng không nên đưa cái tài khoản của mình ra để mà đưa cái tài khoản của mình ra để mà đánh đổi với cái sự rủi ro như thế. Cổ phiếu của DGC hóa chất Đức Giang, cổ phiếu này tăng rất mạnh. Hôm nay là một cái vol rất là uy tín. Những cái cổ phiếu to như DGC và HPG là cổ phiếu mà dòng tiền nó đi vào sau sau khi cổ phiếu DPM nó đã bị điều chỉnh đấy, thì tiền nó đổ vào cổ phiếu chưa tăng đó là cổ phiếu DGC. Thì hôm nay DPM cũng điều chỉnh khi nó đã gặp những cái áp lực chốt lời, thì các anh chị cũng xem những cái vận động tiếp theo của nó thôi.
Hôm nay thì áp lực chốt lời là cũng tương đối lớn rồi. Thì đây không phải chưa phải là những điểm mua anh chị tham gia đâu nhá. Chỉ xem quan sát thôi. DKM. DKM đây. Đấy, thì DKM cũng tương tự như DPM, cũng gặp đến cái vùng kháng cự rồi và gặp những cái áp lực chốt lời rồi. Đấy, các anh chị có thể thấy những cái người mà họ mua vùng nền đến đây họ cũng đã lãi 31-32% đến nơi rồi. Vì thế khi các anh chị mà đu ở đây thì người ta là cái lúc mà người ta chốt lãi. Người ta chốt lãi thì các anh chị đu ở đây thì khả năng rất dễ bị giảm điểm trong cái phiên ngắn hạn, hoặc là các anh chị bị chôn vốn trong một thời gian khoảng vài tuần. Đấy, đấy cũng là chuyện điều khá là bình thường sẽ xảy ra khi khi chúng ta mua sai điểm nhá. Lát lát thì yếu hơn hai cổ phiếu kia. Đấy, tuy nhiên thì cái vận động của nó lỏng quá, chúng ta cũng chưa phải những cái điểm mua anh chị để mua cổ phiếu này đâu nhá. Nó tạo thành một cái nến doji thể hiện sự lưỡng lự giữa phe mua và phe bán đây. Đấy, thì có nghĩa là một nửa muốn bán và một nửa muốn mua, nó cũng không rõ ràng là có yếu tố là vào đẩy giá tiếp. Thì em nghĩ là khả năng cái cổ phiếu này nó sẽ phải tích lũy lại cùng với cổ phiếu DPM và DKM thôi. Đấy, dòng thép hôm nay tăng thì nó kéo theo những con thép khác cũng tăng như FMC, TLH, TVN, thì những cái cổ phiếu leader như NKG nó đã chạy một đoạn gần đến đỉnh rồi. HSG thì cũng chạy được một nửa rồi. Đấy, thì những cổ phiếu này nó cũng bật tăng theo 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 sóng dòng thôi. Sẽ đi phân tích một vài cổ phiếu của Logistics. Các anh chị có thể thấy không? Logistics hôm nay là tím hàng loạt luôn. Logistics đấy, nó cũng tím hết luôn. Và đây không phải là những cái điểm mua đâu. HAH này là một cái cổ phiếu cũng khá là đẹp. Cổ phiếu này nó đánh một cái mô hình mà gãy nền rủ này. Đây, gãy nền rủ tạo ra điểm spring này. Đấy, những spring so với đáy trước này. Đây, nó còn thấp hơn đáy trước để nó loại bỏ hết tất cả các anh chị nhà đầu tư ra. Và sau đó thì nó bước vào một cái pha tăng giá rất là lớn này. Đấy, anh chị có thể thấy những cái cổ phiếu này thì nó qua cái điểm mua rồi. Đây, cổ phiếu tất cả của cổ phiếu vận tải hôm nay em thấy VNA, VOT, VSC. Đấy, các anh chị có thể thấy nó tăng giá rất là khủng khiếp, tăng chung một dòng. Tuy nhiên những cái pha tăng này các anh chị mà không mua được ở đây thì các anh chị đành phải bỏ qua và ngồi nhìn nó thôi. Chúng ta không nên mua đuổi. Ngày mai chúng ta mà lao vào mua những cổ phiếu này rất dễ các anh chị sẽ bị những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn của cổ phiếu nhá, nó rung rủ các anh chị xuống, các anh chị T3 về khéo anh chị lại phải bán cắt lỗ cổ phiếu đấy. HVN thì vẫn đang vận động loay hoay ở dưới này thôi. Nó gãy như thế này rồi thì chúng ta chỉ quan sát thôi, nó cũng tạo được một đỉnh MACD ở đây rồi, thì sau khi nó mà có cái xu hướng hướng lên ấy thì chúng ta mới có thể xem xét được cái cổ phiếu này. Vietjet hôm nay cũng đã điều chỉnh. Đấy, các anh chị có thể thấy không? Nếu các anh chị mua ở những cái vùng này, vùng trên cao này thì rất có thể cổ phiếu nó sẽ rủ xuống, nó test lại cái vùng này. Test lại cái vùng đỉnh cũ này. Đấy, các anh chị có thể thấy không? Cổ phiếu nó vận động nó xuống test đỉnh là chuyện bình thường nhá. Và MACD nó đang hướng xuống rồi, nó tạo được một đỉnh rồi. Thì cái cổ phiếu này kỳ vọng ăn, nếu mà có ăn nữa thì chỉ ăn một cái đợt sau nữa thôi, khi MACD nó tạo hai đỉnh thì chúng ta sẽ thoát hàng. À, anh chị nào mà đang cầm nó nắm thì để ý cái MACD nó mà tạo được hai đỉnh, nó tạo thêm đỉnh nữa thì chúng ta sẽ thoát hàng cái cổ phiếu đấy. Em sẽ đi phân tích thêm cổ phiếu về than nhá, mấy cổ phiếu của than. Cổ phiếu của than thì chúng ta có thể thấy đây cũng là một trong những cái ngành được hưởng lợi của cổ phiếu. Tuy nhiên cái khối lượng giao dịch của những cái cổ phiếu than này là tương đối là thấp đấy, 44k, 300k thì nó thấp quá. NBC thì còn khá hơn, nó còn mức 1 triệu cổ phiếu một ngày. Đây, TC6, những cổ phiếu này nó khối lượng giao dịch thấp thì nó rất dễ bị các đội lái đưa ra để họ chèo lái nhé. Đấy, các anh chị để ý này, những phiên mà dòng tiền đi vào như này là kháng cự tăng vèo vèo. Đấy, các anh chị than vàng danh thì nó cũng đã đến cái vùng kháng cự đỉnh rồi. Cổ phiếu này là cổ phiếu giai đoạn này nó chạy nhanh nhất của trong dòng than này, than vàng danh. Đấy, anh chị xem nhé.
Và vừa rồi em đã đi qua phân tích thị trường cũng như đi phân tích một vài cổ phiếu trong các nhóm ngành banh, dầu khí, bất động sản, phân bón, thép, dệt may, phân bón, thép và chứng khoán, logistics, cổ phiếu than. Thì nếu các anh chị thấy video của em mang đến những cái kiến thức hữu ích, đem lại cho các anh chị một góc nhìn khách quan để các anh chị có thể đầu tư tốt hơn trên thị trường chứng khoán, thì cũng hy vọng các anh chị ủng hộ em bằng một like cũng như một phần đăng ký kênh để những video sau em có thể làm tốt hơn nữa nhé. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.